Hiện nay không khí ngày xuân vẫn đang rộn ràng khắp mọi nơi, các địa điểm như phố sách, các vườn cây, làng hoa, chợ hoa, đâu đâu cũng đông đúc người tham quan chụp ảnh. Cộng đồng mạng cũng chia sẻ thông tin về các địa điểm, thậm chí đánh giá, xếp hạng cho từng địa điểm để giúp người khác có thêm thông tin để lựa chọn điểm đến. Và mời quý vị cùng đến với một địa điểm check-in được rất nhiều lượt đánh giá 5 sao. Mỗi năm đều có thêm rất nhiều những địa điểm thú vị đã được cư dân mạng khám phá và chia sẻ trên mạng xã hội. Một số điểm tham quan chụp ảnh lý thú trong dịp Tết năm nay vừa được cư dân mạng chia sẻ và chấm điểm, xếp hạng sao. Trong đó có làng hoa Sa Đéc tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Đây là những làng hoa đang được nhiều cư dân mạng chấm 5 sao và trở thành địa điểm không thể thiếu trong danh sách nơi được check-in nhiều nhất trong những ngày vừa qua. Nhằm tạo điều kiện cho các du khách khi đến với làng hoa Sa Đéc, nhiều hộ gia đình tại đây đã mở cửa chào đón miễn phí. Thời điểm làng hoa Sa Đéc vào mùa đẹp nhất trong năm, check-in tại đây, nhiều cư dân mạng đã chia sẻ những trải nghiệm vô cùng thú vị.